Xin chào tất cả các bạn đang xem video của Tú Ý. Mình xài cũng nhiều máy rồi. Cái máy này nó là mình ưng ý quá nên mình chia sẻ với các bạn. Ưng ý về cái gì? Thứ nhất là về cái công suất thì nó vừa đủ để mình cắt cỏ vườn. Cỏ thường thường là cỏ nó trên đầu gối một chút à. Mình vườn ở Bến Tre mà ở đồng bằng mà, không phải cỏ rừng nha các bạn. Cỏ rừng thì máy này hơi yếu. Cỏ vườn ở đồng bằng thì cái máy này công suất nó vừa. Nó vừa để làm việc. Trọng lượng thì gọn nhẹ, đầu bò thì chống quấn cỏ, ít ăn xăng nha các bạn. Máy này ít ăn xăng, máy này vừa tầm mà ít ăn xăng, thành ra là mình rất là vừa ý. Làm video này chia sẻ, mình nói tổng thể mình vừa ý những cái điểm như vậy thì sao mình sẽ phân tích thêm nha các bạn ha. Đây là cái đầu máy của TG27 nha các bạn, và này do hãng Yanma nó phân phối, thành ra nó tâm liền. Thường thường Isaki cái phân phối này cũng làm tâm liền vậy nè. Isaki thì nó thiết kế nó khác một chút, còn của Yanma thì nó có phong cách của Yanma riêng nè. Phong cách này Yanma thường phân phối cho Echo các bạn, Echo Kirit á, nghĩa làm công tắc giống, rất là giống công tắc của Echo này, của Jin của nó luôn nha. Jin của Yanma phân phối luôn nó vậy á. Đây gạt nè. Bên dưới thì nó có tem của Yanma, chữ chữ Yanma thường cái nó có chữ gì, chữ Nhật không dịch ra được. Cái cỏ đầu bò, lát nữa mình review riêng cái đầu bò này cho các bạn. Đầu bò mình vừa ý lắm. Rồi, máy này là 26.3 cc. Thường mấy bạn bán người ta nói là 27 cc các bạn, thường 26 hay 27 gì nó xem đi, gần nhau không phân tích ha. Con máy này máy bãi mà cái nòng nó còn mới lắm, cái nòng nó trắng tinh nè, trắng tinh trắng như người ta xịt sơn bạc luôn các bạn, mà không biết là cái chất liệu nó có khác như cái gì không biết. Bô cũng còn trắng sáng luôn nè, phải bô nhôm không mà nó nhẹ lắm. Không biết sao mà thường thường cái đầu máy TG27R á là nó tầm khoảng 2,3 kg á. Rồi cái máy này xin thấy nó nhẹ hơn nè, biết nó nhiều. Dập dịch còn trắng tinh nè. Dây dịch còn trắng. Cái này dập dịch trợ lực nè các bạn. Dịch cũng nhẹ, dịch nhẹ là nổ rồi. Tối rồi nên mình không có dịch. Nắp này là cái nắp có cái lỗ thông hơi. Nắp có lỗ thông hơi thành ra là ống xăng nó lên nó có hai ống à. Thường thường cái nắp mà nó không có lỗ thông hơi á, thì nó lên chỗ bình xăng nó khoét ba lỗ lên, có một lỗ thông hơi đó. Còn nắp này nó có rồi nên chỉ có một cái dây lên chế bầu khí và một cái dây hồi xăng về thôi. Chế này là chế TK, chế zin của TG27 nè. Có cái e đóng, đóng e là nhấn vô đóng. Rồi cái đây mình khi mà mình lên ga thì nó nhảy ra. Máy hai thì nào cũng vậy ha các bạn. Khi mà mình bơm vú xăng lên đầy rồi thì mình đóng e lại rồi mình giật thì xăng nó sẽ mau vô cái nòng hơn. Khi mà nó nổ rồi thì mình mở e ra thì mình giật nó chạy. Con TG27 này nó có cái bô hãm thanh này các bạn. Chạy nó ít ồn. Nó có cái dòng TG27E nữa các bạn. 27E cái bô nó còn ấm hơn con này nữa. Con này cái bô nó giảm thanh không bằng cái dòng 27E. Máy này là máy tum liền nha các bạn. Thường thường mấy anh thợ mà bán cái máy tum liền á, nó rẻ hơn cái máy tum rời. Mà nếu các bạn mà chỉ chuyên về phát cỏ thôi á thì các bạn nên mua cái tum liền như vậy nè. Đặng nó nhẹ cái trọng lượng lại. Máy mà giảm đi một vài trăm gram thôi, các bạn đeo cả ngày thì các bạn cũng được lợi lắm. Mình thì mình thích cái kiểu tum liền vậy. Nó nhìn cái máy nó gọn mà nó đều nó đẹp. Nếu các bạn có cái nhu cầu mà xịt thuốc hay là cái gì nữa, hay là lấy cái đầu máy nó chế cháo gì đó, thì các bạn mua tum rời các bạn háo cái gắn vào. Mình thì đây mình chỉ chưa dùng để cắt cỏ thôi, thành ra là mình lựa con tum liền này. Với lại cái thằng Yanma phân phối con này nó làm cái con này nhẹ nên mình thích, mình chuộng nhẹ. Thường thường
cái làm tâm liền thì nó gắn cái công tắc ở trên đầu máy luôn nha các bạn, thường thường thì vậy. Còn con này ý mình nó lộn rồi, nếu mà làm tâm rời á thì nó công tắc ở trên cái đầu máy này nè, nằm ngăn tháo ra thì bạn chỉ cần gắn dây ga qua mấy cái khác thôi mình xài thôi. Còn cái này là tâm liền, thành ra là nó đi dây lên trên cái ghi đông luôn, ghi dây công tắc lên đây luôn. Kéo xuống là mở, gạt lên là đóng. Rồi, tay ga này tay ga gạt. Một số bạn thì thích cái tay ga bóp ha. Mình thì mình xài cái tay ga gạt này quen rồi. Mình tay ga nào cũng tốt hết các bạn. Có quan trọng là mình xài cái nào quen thôi. Mình thì mình xài cái này quen rồi. Với lại tay ga gạt này á, thì thường xài cái máy mình sẽ cảm giác cái máy nó yếu hơn tay ga bóp một chút ha. Tay ga bóp là khi bạn bóp vô một cái á, là nó sẽ chạy công suất lớn, bóp vô một cái muốn hết ga của ta luôn mà. Nó chạy công suất lớn, thành ra là cảm giác cái máy nó chạy rất là mạnh. Còn tay ga này khi mình gạt á, thì nó sẽ lên từ từ, nó không có lên nhanh. Nhưng mà cái tay ga gạt như vậy nó sẽ bền cái máy hơn ha. Thì tùy thôi, mình xài quen hàng nào thì mình xài hàng đó thôi. Chứ tay ga nào thì cũng tốt hết. Mình quen thằng này rồi, mình xài mình giữ như vậy, nhiều khi cỏ nó nhỏ nhỏ, không có cần phải lên xuống ga, thì mình giữ như vậy rồi mình quơ thôi, mình nhẹ cái tay đó. Còn bóp thì mình phải giữ, nhiều khi mình muốn cái ga nó lưng lửng thôi, mà mình xài ga bóp mình giữ lại không được, khó. Có một số loại tay ga bóp thì nó có giữ cái chế độ cho mình, còn một số không có, một số thì bóp cái là chạy hết ga. Mà cái xài ga bóp thì các bạn hay nhấp nhả đó. Nhấp nhả thì nó dễ bị hư cái chế hòa khí của mình ha. Còn tay ga này thì xài cái chế hòa khí nó bền lắm, xài hoài không có hư luôn. Tay cầm thường thường thì cái tay cầm này, tay cầm đối xứng nè. Một số cái hãng thì nó làm cái tay cầm một bên dài một bên ngắn. Ví dụ các bạn thuận bên phải, bạn để máy ở mé bên phải của mình á, thì bên đây nó làm ngắn lại bên đây dài ra để thuận tiện thôi. Nhưng mà mình thuận tay phải, nhưng mà mình thích để máy mé bên trái, thành ra là xài cái tay cầm kia nó bất tiện lắm. Mình thà mình mua hai cái đối xứng như vậy, rồi mình muốn để bên nào mình để. Cần chữ U cong lên nè, cầm nó đỡ mỏi tay hơn cái cần gạt. Cái bộ cần của con này là nó 1m6 luôn nè. Thường thường TJ27 nó làm cần có 1m5 à. Thì những cái người thấp thấp thì nó xài nó vừa, nhưng mà mình hơi cao rồi mình xài cái cần nó phải hơi dài một chút. Còn hôm trước mình xài con TJ27 của Kawasaki tum rời á, mình phải thúc cái cùm nó vô trong này nè thì nó mới vừa cái tầm. Còn con này thì mình không có cần luôn, mình để nguyên zin của nó luôn là mình xài cũng được rồi, cũng vừa rồi. Mình chỉ thu dây thôi, thu dây lên xuống một chút thôi. Cái này cái móc dây đeo của cái máy này nó bị nứt cái chỗ siết lại rồi, nó không có còn chắc, nên mình cột dây vô mình xài đỡ. Quay tới cái chân cỏ zin, đầu bò à, cái đầu bò này nó hay lắm các bạn. Cái mình xin review chút xíu về cái đầu bò này. Mình cũng xài nhiều cái đầu bò rồi ha, cái đầu tam giác xéo xuống, cái đầu bò loại này, đầu bò loại này là cái đầu bò chống bóng cỏ tốt nhất mà mình xài mình thấy đó các bạn. Thường có cái loại Trung Quốc nó hay bán loại này nè, mà cái đầu bò của Trung Quốc nó nặng lắm. Khi mà cái máy nhỏ mà bạn gắn cái đầu bò Trung Quốc vô cái đều cái đầu nó chúi xuống luôn á. Còn cái đầu bò zin của thằng Yanma này nó làm gọn nhỏ xíu mà nó nhẹ nữa, thành ra cầm cái máy nó không có bị chúi đầu xuống. Cái này nó cũng đầu tư chút xíu làm cái inox luôn nè, nên nó không có bị xét. Một số dòng nó làm chỗ này bị xét nè. Si này chắc si quá, chưa gắn 500 vô thử. Mà cái lầu này nó hay cái nó có cái chỗ này, nó có cái chén úp ngược, cái chén úp ngược cái dưới này lên nè, nó không có cỏ, nó không có lọt vô cái khe này được. Một số cái loại đầu bò này thì nó chỉ có tới đây thôi, nó không có cái chén úp ngược lên, thành ra là cỏ nó vẫn còn quấn vô được. Còn cái này thì cỏ nó không quấn vô được luôn, nó hay vậy đó. Chỉ khi nào bạn cắt mà cỏ nó nhiều quá, nó dính vô cái cùm này nhiều quá, nó ma sát với cái lưỡi hay là cái bát cước vậy nè, nên thì nó dừng lại bạn phải gỡ thôi. Còn nếu mà cỏ quấn rít thì cái máy này lướt qua được hết. Máy này chống quấn cỏ mình thấy rất là tốt ha. Như này nó cũng hơi vừa vừa ha,
cái đầu kia nó bự hơn, những cái đầu của cái máy TG27 kia cái đầu bự, mình không có đo nhưng mà mình thấy như là cái này nó giống hơn, giống loại thôi nhưng mà cái cỡ nó nhỏ hơn. Đầu bò nó có nhiều loại chống bắn cỏ đó các bạn, có loại nó suông xuống luôn, nhưng mà những cái loại đó thì mình thấy nó không có tốt bằng cái loại này, tốt về cái mặt mà chống bắn cỏ nha, chứ không phải nói về độ bền nha, tại mình xài mình chủ yếu là chống bắn cỏ. Cái đầu bò mà bạn xài chống bắn cỏ nó tốt, bạn cắt cỏ nó khỏe lắm mà không cần phải gỡ, lướt lướt nó qua hết à. Khi mà bạn cắt cỏ như mình có cắt cỏ, mình nói các bạn cắt cỏ giống bạn mới hiểu, xài cái loại không có quấn cỏ mình xài khỏe dữ lắm. Này mình xài cước này là cước gai 3.5 ly nè, rồi đánh ba còi nho nhỏ, đánh ống nước à, cước này qua phát ống nước bể luôn, bể ống nước ha, ống 27 cũng vậy, phát bể luôn, máy này lực lắm, phát bể ống nước, phát cước để không bể ống nước mà cuối cùng cũng bị bể do cái máy mạnh quá, hạn chế thôi. Đó, các bạn nếu sau này có mua thì lựa cái đầu bò này nha, mình khuyên các bạn nên lựa cái đầu bò như vậy, nó chống quấn cỏ tốt mà bạn gỡ cỏ cũng dễ nữa, nó những đầu bò loại này. Nói về cái đầu bò này hơi nhiều á, tại cái đầu bò này nó tốt nên thành ra là mình nói một số, mình xài nhiều cái loại đầu bò nha các bạn, nên lựa đầu bò như vậy. Thì tổng thể của con máy này nó như vậy ha, nó có những cái tính tốt như vậy đó. Nó thứ nhất là nó công suất lớn mà gọn nhẹ, ít ăn xăng, đầu bò chống quấn cỏ tốt, thiết kế tay cầm chữ U, cần ống cần vừa tầm, thành ra là nó kết hợp lại nhiều yếu tố như vậy làm thành một cái máy mà khi mình xài mình thấy nó là vừa ý, mình cắt mình không có bị mỏi, nó vừa không bị mỏi, nó nhẹ và công suất nó mạnh, nó ăn cỏ nó tốt, không mình đáp ứng được cái công việc của mình mà công suất nó lại gọn nhẹ nữa, thành ra là vừa ý mình chia sẻ cho các bạn để các bạn ấy. Thì giới thiệu con máy tới đây, cái này là xong rồi, giờ mình giới thiệu luôn một số cái kinh nghiệm ha, kinh nghiệm